An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. For a love that seems so far, so I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Thank you.
đi. Thì anh công tìm kiếm được những thứ tình yêu là gì, có chăng là hạnh phúc đi đôi cùng nỗi đau, luôn mong manh và quý giá như đôi ta đi cạnh nhau. Hạnh phúc là gì, đơn giản như không hề lạ một cái ông ta chứ. Thank you.
xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. Xạo à, anh chỉ cần yêu em thôi, những thứ khác đừng lo, vì chỉ là chuyện nhỏ. Em sẽ là một nhà thơ gửi tình yêu vào trong gió, còn anh là họa sĩ vẽ nốt nhạc băng lấy nó. Bao nhiêu giấy bút chẳng đủ viết về đôi ta, và anh hứa rồi đó nha, cấm buông lời và cấm anh nói rời xa nhau. Chỉ cần anh kêu một tiếng, em hứa bên anh suốt đời luôn nè. Chỉ cần yêu em thôi, những thứ khác đừng lo, vì chỉ là chuyện nhỏ. Em sẽ là một nhà thơ gửi tình yêu vào trong gió, còn anh là họa sĩ vẽ nốt nhạc băng lên nó. Dám ca với anh, không có ai thương anh bằng em, và không ai đủ ngầu làm gấu của anh đâu. Chỉ được yêu em thôi đó, em mà biết anh nhìn gái á thì chết em nghe chưa hả. Có một sớm mai bình yên lành, làn môi như cất tiếng hát đón chào anh bình minh. Khẽ nói với em một ngàn lời yêu thương, để được thấy nụ cười trên đôi môi em. Nhớ lại về một ngôi sao mang tình yêu, về một cô gái với mái tóc và đôi môi xinh diệu kỳ. Nhớ những lúc em cười làm con tim anh sao xuyên, thật hạnh phúc nhưng khi có em kề bên. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh, hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương, và tình yêu đôi ta không cách xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. Cảm ơn em vì tình yêu mà em đã trao đổi với anh, hôm nay anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn hôm qua hỡi người. Mong cho con tim của em được yêu thương, và tình yêu đôi ta không cách xa. Mong nụ cười mãi trên đôi môi của em là ngày đầu tiên ta quen nhau, đôi mắt ôi sao tuyệt vời. Nhớ những lúc tay cầm tay trong hạnh phúc, là anh biết có em kề bên anh trọn cuộc đời. Thân cú biết bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiết xác ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có dầu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng xinh,
cây đàn trên tay anh đây. Anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao nỗi mong. Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cây đàn trên tay anh đấy, anh đã lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ xưa là bao nỗi mong. Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đã lên tình ca mới viết đây tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la. Love you, aha. Kiss you, love you, love you, aha. Kiss you, love you, aha. Kiss you, love you, love you, oh, kiss you. Nói chung, một cái văn, một cái hài nói riêng,
nghe hôm qua là cũng thấp hai hồ và hôm ba là có đủ thôi đấy là lên dấu dấu nam luôn giờ rất là nam luôn như tối bài chuyện cho con cái á cái trâu lần cái trâu là những trâu nhân người mình thưa với hồ và ông bà là có theo quy định chơi đất á là chín trâu về là năm bảy là mình chơi quy định thì chẳng có gì thì chúc hồ cha gái và ông bà là mạnh khỏe và an khang. Thì lúc nãy anh cảm ơn hai cái hầu cho ngay lên thành bảo thì tập thế nên cho mà hai cái cậu thấy như thế hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Và hôm nay đây,
đấy chính là người chồng, người tình tương lai rất là tuyệt vời. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau giành lấy một tràng pháo vỗ tay để đôi tân nam và tân gia nhân bước vào đường dây pháo hoa chính thức, bước lên khán đài hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời Đức Phú và Ngọc Thành thưa toàn thể quý vị. Gió và một chút mưa phùn của mùa xuân đã cùng với toàn thể quý vị chúng ta trở về đây để cùng chúc phúc trong quan viên hai họ, chúc cho mừng hạnh phúc Đức Phú và Ngọc Thành nên chuyên trọng vợ. Và chỉ còn đúng một phút nữa thôi thì chương trình buổi lễ thành hôn của hai bạn sẽ chính thức được bắt đầu. Lúc này chúng tôi một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta ở phía dưới, chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi để bước vào buổi lễ long trọng hạnh phúc trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các bạn quý vị. Xin được thân hoan chào mừng toàn thể quý vị trở về ngày đăng quang hạnh phúc của đôi tân lang và tân gia nhân trong buổi trưa nay. Và lời nói đầu tiên cho phép những người làm chương trình trở về từ câu bộ âm thanh ánh sáng hùng hồng, xin được thay lời cho chú rể Đức Phú và cô dâu Ngọc Thành, thay lời cho tư gia gia đình nhà trai cũng như tư gia gia đình hòa nhà gái, xin được kính gửi đến toàn thể quý vị khách quý chúng ta đã và đang có mặt trong sinh cưới trong buổi trưa nay một lời kính chúc sức khỏe, lời kính chúc an khang, an lành và thịnh vượng. Kính thưa hôn trưởng cưới thân mến, theo quy luật của ông cha ta từ bao đời nay, qua đến thời thì hoa phải nở, đò đại bàng đò phải qua sông. Cái đến thời sừng vợ mà đến duyên em thì em phải lấy chồng. Mà tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta, họ quen nhau từ lúc nào ta không biết, họ yêu nhau từ lúc nào ta không có hay. Chắc có lẽ họ yêu nhau từ đó, họ yêu nhau qua bốn mùa sương gió, họ yêu nhau qua bốn mùa con nước đầy vơi. Để rồi ngày hôm nay đây chúng ta được chứng kiến một chàng trai phong độ Đức Phú tại xã Kỳ Hải đã kết tình và trao gửi tình yêu thương cho cô gái ở xã Kỳ Văn, Ngọc Thành, yêu dấu rất là xinh xắn. Vậy không có lý do nào mà ông Tơ và bà Nguyệt Láo đã không xen sợi chỉ hồng để cho các bạn trẻ chúng ta họ gặp nhau. Đúng là xuân về cho lúa thêm xanh, cho mai gặp trúc, cho anh gặp nàng. Xuân về cho vui xóm vui làng, vui đôi bạn trẻ kết tình phu tê. Và lúc này thì chúng tôi xin được thay lời Đức Phú, Ngọc Thành và toàn thể quý vị chính thức long trọng khai mạc chương trình buổi lễ thành hôn Đức Phú Thánh Duyên cùng Ngọc Thành chính thức được bắt đầu bằng một tràng pháo vỗ tay đến từ toàn thể quý vị. Xin mời kính thưa quý anh quý chị cùng toàn thể sinh vật quế thân mến, hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em được thì cho anh xin hay là em để làm tin ở trong nhà. Đấy chính là những cái vật trao duyên của các cụ ông cụ bà chúng ta ngày xưa, họ lấy những chiếc khăn chiếc áo để làm duyên cho nhau. Còn hôm nay thì trao thưa toàn thể quý vị, đấy chính là chiếc vòng nhẫn cưới xinh xắn đã được Đức Phú và Ngọc Thành của chúng ta chuẩn bị bấy lâu nay. Và hôm nay đây có đông đủ của toàn thể quý vị, xin mời hai bạn hãy chính thức trao lên cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người. Xin mời âm nhạc của chúng ta nổi lên. Chiếc vòng nhẫn cưới được làm từ một kim loại quý, nó có một cái hình tròn rất phù hợp với bán kính đường kính của ngón tay giáp út. Sau khi đeo vào ngón tay giáp út nơi mạch máu trái tim ngừng chảy xiết thì tình cảm của đôi bạn trẻ chúng ta sẽ được thắt chặt với nhau không bao giờ thay đổi. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy
vậy là chiếc vòng quyền lực của tình yêu đã được Đức Phú chính thức trao lên cho Ngọc Thành trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và cũng kể từ ngày hôm nay trở về sau, sông có thể cạn, núi có thể mòn, mặt trời có mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông đi chăng nữa, thì tình cảm của hai bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Xin được chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, sống với nhau đến bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa toàn thể quan khách quý thân mến, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019 âm lịch là ngày đẹp nhất trong các ngày đẹp nhất và giờ đẹp nhất trong các giờ đẹp nhất. Gia đình đôi bên đã chọn để làm lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ nên chuyên chồng bờ. Gia đình Tư Gia và nhà trai song thân phụ mẫu của chú rể Đức Phú, ông Lê Đức Hán, bà Nguyễn Thị Mai, thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã kết tình thông gia cùng với Tư Gia gia đình họ nhà gái song thân phụ mẫu của cô dâu Ngọc Thành, ông Trần Hậu Vân, bà Lê Thị Tuân, xóm 9 thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Với sự đông đủ của toàn thể quý vị là một niềm hạnh phúc dành tặng cho đại gia đình hai bên cũng như tình cảm của đôi bạn trẻ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời một bác đại diện bên phía Tư Gia gia đình nhà trai cũng như là đại diện cho quan viên hai họ hai gia đình. Chúng ta chính thức bước lên sân ga tình yêu có những lời tri ân gửi đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa hai gia đình, kính thưa hai đoàn thể Kỳ Văn và Kỳ Hải, kính thưa các bạn thanh niên, kính thưa các em thiếu niên thân thiện, quý cụ quý bà, hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu. Tôi thay mặt cho hai gia đình, hai họ, hai đoàn thể xin cảm ơn quý vị, cụ ông, cụ bà và tất cả hai họ, các bạn thanh niên, các em thiếu niên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Sau cùng, tôi gửi lời chúc sức khỏe họ ngoại, cô bác cầu gì sắp đầu xuân năm mới hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý vị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể hôn trưởng cưới thân mến, danh trầu quấn với bổng cao, đẹp xuyên đôi lứa mặn mà từ đây. Vừa rồi chúng ta được lắng nghe lời phát biểu của một vị đại diện bên phía nhà trai, đại diện cho quan viên hai họ hai gia đình đã gửi đến toàn thể quý vị những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho tình thông gia hai bên chúng ta gắn bó keo sơn, mãi mãi bền chặt. Và quay trở lại chương trình, xin được trân trọng kính mời hai bạn, chúng ta hãy cùng bước qua bên trái để cùng nhau vui chia rượu ngày cưới và cùng nâng ly kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta cầm ở thân chai, mở khóa xong lắc thật mạnh và chắc là điều chúng ta hãy hướng cái nắp triệu hồng ngày cưới xuống phía dưới. Vâng, rất tuyệt vời, như vậy là hai chai triệu hồng đã được khui xong và lúc này thì nhiệm vụ của hai bạn là hãy cùng nhau nâng lên và rót thật đầy, thật căng. Why did you leave me so alone?
Các thưa mà xin mời hai bạn vẫn ra vị trí trung tâm ở đây. Chưa nhấp môi sao chú rể cầm đi sang bên kia rồi. Vâng, và lúc này đây thì xin mời chú rể và cô dâu, hai bạn hãy quay mặt lại vào nhau. Hôm nay đây có sự chứng kiến đông đủ và toàn thể quý vị, đặc biệt là một số thiên thần nhí ở đây. Và chú rể cầm tay phải, cô dâu cầm tay phải, chúng ta cùng nâng ly lên và đang chéo tay lại vào nhau nào. Đến bên ba thì chúng ta nhấp môi nhá. 1, 2, 3, xin mời cô dâu chú rể và toàn thể chúng ta cùng nâng ly. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, hôm qua tôi thì chú rể chúng ta đang còn ngủ một mình, mà tối nay thì đã có vợ mình nằm bên. Và chắc chắn một điều rằng hạnh phúc hơn nữa, hôm nay hai bạn sẽ có rất nhiều điều muốn tâm sự và nói với nhau vào cái đêm đầu tiên và giây phút đầu tiên được về chung cùng một mái nhà, chung cha, chung mẹ, chung ông, chung bà, chung luôn lời thở tiếng than, và sắp sửa sẽ chung luôn với một đàn con sinh. Thì lúc này trải dài từ Kỳ Văn về Kỳ Hải cũng một khoảng thời gian và một đoạn đường cũng khá là dài. Thì chú rể chúng ta có mệt không ạ? Không ạ. Vâng ạ, chú rể nhìn về phía cô dâu ạ. Cô dâu nhìn về phía chú rể ạ. Thì hai bạn hôm nay đây, biết là hai bạn hôn nhau nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đây hôn có sự đông đủ của toàn thể quý vị, gần 1.000 vị quan khách. Thì tôi muốn được chú rể và cô dâu chính thức trao lên cho nhau nụ hôn mà pháp luật thừa nhận và chúng ta thừa nhận, được không ạ? À, thưa toàn thể quý vị. Được, tất cả bảo được rồi. Cô dâu không phải ngại đặt tay lên vai dần đi là vừa, không phải vắn là váy, và chú rể đặt tay lên eo. Rồi. Ảnh viên áo cưới Thanh Bình cùng với những máy quay và nhiếp ảnh gia, chúng ta chuẩn bị để ghi lại bức hình hạnh phúc nhất nào, thưa toàn thể quý vị. Trước khi hôn là cô dâu cười lên nào, không phải ngại nào. Chúng ta cùng đếm nào, phái đoàn nhà trai ở đâu đó ạ? Vâng, phái đoàn là nhà gái đó. Vỗ tay cái nào. Cho cô dâu một tràng vỗ tay để cô dâu lấy động lực nào. Chúng ta cùng đếm nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Thật là tuyệt vời, thưa toàn thể quý vị, thật lãng mạn, thưa cô dâu và thật thành khúc, thưa chú rể. Và ngay bây giờ đây, những nụ hôn nhấp môi và liều rộng nhấp môi của chúng ta cũng đã được hoàn thành. Thì lúc này chỉ còn một nghi thức nữa thôi, đấy chính là 3 chiếc bánh ngày cưới. Rất là đẹp và rất là hạnh phúc. Xin mời hai bạn chúng ta cùng bước qua đây và thực hiện nghi thức cắt bánh ngày cưới. Xin được cảm ơn Đức Phú, cảm ơn Ngọc Thành. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy là chúng ta vừa được chứng kiến giây phút buổi lễ thành hôn của chú rể Đức Phú sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Thành trong buổi trưa hôm nay. Rất hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Và lúc này phía dưới từng bàn tiệc có rất đông đủ của toàn thể quý vị đang mong ngóng đợi chờ chú rể và cô dâu xuống từng bàn tiệc để gửi những cái lời chúc phúc cũng như là cái bắt tay đến cho hai bạn. Vậy xin mời hai bạn chúng ta cùng bước xuống. Con đường yêu dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau.
đây bên cô đơn bao ngày, tâm thắm trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa xa luôn tầm tay, vừa quay về sau anh chờ hoài chờ thương. Mãi mong người trở về tìm lại phút giây nơi ta hẹn hò, cùng nhau bước đi trên con đường về, ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ, hôm nay như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai vẫn kia, để cho nỗi đau anh thêm tận đêm. Vì đang lỡ nhận hết đau buồn, nói rằng người ơi sẽ
We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Jason. When you nod your head yes. Hong Packeran. But you wanna say no. To be yes sir. What do you mean? And Bruce Penn. What do you mean?
We're gonna party tonight. I've got a new song I present to you. Oh, like it, that's right. Oh, like it, right. Like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, I do it like it's rock with me. Oh, like it, like it.